Sau đây chúng ta sẽ ghé thăm nhà của nghệ sĩ và cũng là người của gia đình. Và những người yêu quý cô thì cũng nói rằng cô cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như dòng nhạc mà cô theo đuổi mà. Và Mai tin rằng là không gian sống của cô sẽ đậm chất Huế, cũng giống như là con người, phong cách và cả những ca khúc Huế ngọt ngào mà cô đã truyền tải đến quý vị. Chào em, kiểm nha chị dễ không? Dạ cũng dễ, chị theo địa chỉ tới rồi. Em vô đi. Để xe ở đây được không chị? Ừ, em nhắc vô trong xe này, sân rộng. Chị đang làm gì vậy? Chị hả? Đang làm vườn. Nói làm vườn ngay cho nó oai chứ, đứng tìa tìa mấy cái lá khô khô vậy đó mà. Cái này vào nhà là ấn tượng nhất là cái khu vườn trước nhà ha. Ừ. Nhất là cái dàn hoa leo này, hoa này là hoa hoa, hoa này chị? Là hoa cạc đăng, đây là công sức của chị đó. À vậy ạ. Ừ. Bao nhiêu lâu thì mình mới trồng được cái dàn này chị? À, cũng mất phải cả năm rồi đó. Thực ra đất này cũng hơi hẹp, thành ra để trồng hoa nhiều cũng hơi khó, mình chỉ cần một cái mạng màu xanh cho nó mát. Trước khi bước vào ngôi nhà của chị là hai cây cột. Hai cây cột này thì có ý nghĩa như thế nào đối với ngôi nhà? Theo công người miền Trung thì ông xã mình làm theo kiểu kiếm cổ một chút, thì thường thường là nhà có mái vòm trên cao như thế thì có hai cột trụ thật lớn. Đây tức là một cái nền móng thật chắc để chống đỡ nó một cái tốt hơn. Chắc không đúng chứ? Rồi, đúng rồi. Em thấy nhà mình cái vòm cửa là bằng gỗ rất là to, rồi bộ bàn ghế này rất là đồng bộ. Không biết là chị chọn đồ gỗ như thế nào hả chị? Thì chắc là Thái biết là vợ chồng mình là người miền Trung. Thì nói chung xứ sở của gỗ nhiều đó. Và lại thứ hai nữa mình cảm thấy em một nước đi. Đồ gỗ thì thường thường là tạo trong nhà mình cái không khí nó ấm cúng. Nếu như mùa hè thì nó cũng mát, làm cho mình cảm thấy mát mẻ hơn. Và thứ hai nữa mùa nếu mà mùa lạnh, Sài Gòn mình thì có mùa lạnh nhưng cũng thời kỳ mà nó hơi xe xe một chút thì cảm thấy nó ấm hơn. Thì với lại cái không gian trong nhà mà mình sử dụng những cái gam màu gỗ như là sầm sầm như thế này á, tự nhiên cái màu trầm thì là cảm thấy cái nhà mình là có nét gì đó nó ấm cũng mà nó hơi cổ cổ một chút xíu, nó hơi hợp với cái phong cách của mình. Là mỗi lần cái đồ gỗ vậy mà mình chăm chút á rất là khó đúng không chị? Thực ra thì ở trong này thì cái chất lượng gỗ thì nó cũng không được như ý lắm, nhưng mà nói chung về cái hình thức thì mình thấy nó ổn. Với thứ hai đúng như em nói là cái đồ gỗ mình bảo quản nó hơi khó một tí, tức là mưa và nắng nếu nó bị cái gì đó nó mình cũng rất là mỗi mọt nữa mình phải xử lý thường xuyên. Nhưng mà được cái thì cái gì nó có hai mặt đúng không? Được cái thì theo cái thích của mình nó cũng vừa đẹp vừa tạo không gian nó cũng thì mình phải chịu khó đầu tư chăm sóc nó một tí. Chung một không gian với lại phòng khách, nhưng chị đã khéo léo làm một cái ban công như thế này, làm tách riêng hai không gian riêng biệt hả chị? Đúng rồi, tại mình cũng khi mà khách tới đây thì giống như hồi Thái này thì mình mời Thái ngồi đó đúng không? Nhưng mà khi mà bữa trưa nghỉ ngơi hoặc là bạn bè vui tới vui thì cuối tuần thì mình mời đến đây có tivi và có dàn karaoke nữa. Thì mình cũng có một ai muốn ngồi đó uống nước thì uống nước, tâm sự nói chuyện, mà ai muốn lên đây hát hò thì nó cũng tạo một không khí gia đình. Hòn Nông Bộ này là ý tưởng của ông xã gì hả? Nói chung mình cũng có chút chút. Trong nhà thì người ta nói là Hòn Nông Bộ là nó mang cái tính phong thủy. Có trong nhà có nước đó, có non, tức là mình cũng làm cũng có một cái dòng thác chạy từ trên cao chạy xuống, lưu thông trong nhà nó thoáng mát hơn. Và lâu lâu cũng nghĩ giống như đó vậy, nên Thái thấy không, cả bơi lội là cũng lãng mạn đó phết đúng không? Phú Thái đứng đây mà nghe mùi chiên xào dưới bếp thơm quá, chắc là mà nói về người miền Trung thì rất là cầu kỳ trong việc nấu ăn cũng như là bày biện. Không biết là chị có thể cho Quốc Thái thăm gian bếp được không ạ? Nhưng mà cảm ơn Quốc nha. Thơm quá. Không biết là hôm nay nhà mình nấu món gì hả chị? Đồ em không nhìn vào bếp em biết được món gì. Măng xào với lại thịt. Ấn tượng nhất là mình có cái khu vườn phía trước rồi cái sân sau. Cái không khí nó đối lưu với nhau, mình tạo một không gian là gió nó thông vào là thoáng hơn.
Còn đây là củ gì vậy chị? À, củ này củ đặc biệt ha. Là chị trong Nam này cũng có đâu nha. Cái này bọn này vô ăn thì nó giải cảm rất là tốt. Mà em bé thường thường bị sốt á, ta già cái củ nệm này này, ta đắp lên á, hoặc là vắt nước cho uống nó cũng giải hạ sốt. Mà thấy nghe cái mùi giống như là hành với lại tỏi vậy chị? Đúng rồi, nó phá lần mà nó có mùi rất lần. Là đặc trưng. Cái này nếu như mà em về em đập rửa sạch, em đập giả vào ha, rồi em ướp với cá hoặc là như thế thì rất là thơm. Chị cũng rất là thích đi sưu tập mấy cái đồ dùng cụ bếp á, thì rất là thích. Mà chẳng hạn như mấy cái này nha, chị cũng đi nghiên cứu làm sao mà kiếm được cái này vừa gọn vừa tiện, bỏ được hết đầy đủ những